này. Thật đạn hả? Đang có không. Đang từ sướng lấy kim trực tiếp phát trực tiếp. Cái này mình nạp đạn các bạn, nạp điện nạp. Đó, đúng rồi. Đồ, thử dàng không? À. Cái này là cái cục vít nha các bạn. Còn cái nữa, cái vấn đề này nè, đâm nè. Còn cái này là bà nào không biết đây là cái... Không phải bắn tiếp chứ đây đây quý. Đó, thấy không? Đó, bắn ra nè. Cắt ra liền. Ủa, đâu có hơi đâu. Quẹ bay vào mắt. Bắn vào màn hình đi. Ô à. Nè, đây là cái cò nè, móp này, phải không? Đầu xuống, rớt đạn ra, đó. Cái cò này là cò súng nè, đó. Cái mã hàng á, cái này là cái số máy nè, ký tự máy nè. 1013 gì là ký tự của máy. Số máy, còn cái này là cái không phải là hàng máy nè. Đẩy đi. Cái này là bình nước nha các bạn. Hướng dẫn các bạn bắn súng à. À, bạn thấy hay thì nhớ like cho em mình nha. Cỏ này nè, nó nguyên quá không, mình chợt ra nè, chợt ra nó không đứt tay nha, chợt cẩn thận nha, coi chừng là cái này nó đứt nè, nó bén lắm nè, đứt tay đấy, quăng nè, không quăng nè, lấy vô. Các bạn hãy nhớ like cho mình nha để có thêm những video tiếp theo các bạn. Chào bạn.
Rồi, hello.